Thông điệp may mắn dành cho các tuổi Tý, Thìn, Tỵ, Mùi, Dậu, Tuất. Chào mừng quý vị cùng quay trở lại kênh Phong thủy Sa Cát. Chúc quý vị có một ngày mới tràn đầy năng lượng và nhiều tài lộc. Các bạn thân mến, nếu các bạn thuộc những con giáp kể trên thì hãy chú ý lắng nghe nhé, bởi trong hôm nay các bạn sẽ đón nhận 3 tin vui. Tin vui thứ nhất về vấn đề tiền bạc. Trong ngày 23 tháng 12 âm lịch, bạn có thể nhận được một khoản tiền bất ngờ từ trên trời rơi xuống. Tin vui thứ hai là vấn đề công việc. Nếu trong hôm nay những bạn nào muốn ký kết các hợp đồng lớn thì hãy mạnh dạn mà triển khai, bởi gần như là không có khả năng thất bại. Tin vui thứ ba là về chuyện tình cảm. Vào ngày hôm nay, vận đào hoa của các bạn đột nhiên nở rộ. Nếu đang thầm thương trộm nhớ ai đó thì hãy tận dụng cơ hội để bày tỏ tình cảm, bởi đây là một ngày vô cùng may mắn đối với bạn. Tuổi Tý, xem tử vi ngày 23 tháng 12 âm lịch của 12 con giáp, nhờ có tam hợp che chở mà con giáp tuổi Tý đã ý thức hơn trong việc vun vén hạnh phúc gia đình. Dường như bạn đã tỉnh ngộ, nhận ra gia đình là nơi chốn bình yên chứ không phải hờn dỗi, giận hờn hay yêu sách với ai đó. Ảnh hưởng của kiếp tài nên con giáp tuổi Tý hôm nay có xu hướng ra những quyết định liều lĩnh hơn. Nếu bạn cảm thấy thoải mái thì hãy cứ làm, nhưng nên cân nhắc thiệt hơn, đừng vì sĩ diện của bản thân. Ngũ hành tương sinh thúc đẩy cho tình hình tài chính của bản mệnh được cải thiện rõ rệt trong thời gian ngắn. Hãy gắng hết sức thêm một chút vì bạn sắp thành công rồi nhé. Nhưng nhớ đừng tiết lộ cho ai kế hoạch của mình vì họ có thể sẽ tìm cách ngăn trở bạn. Dù các phương diện khác trong cuộc sống đều có dấu hiệu phát triển đi lên, song tình trạng sức khỏe của người tuổi Tý lại đang dần suy giảm. Con giáp này cần nhắc mình duy trì lối sống điều độ, chăm chỉ rèn luyện, thể dục thể thao hơn, không nên làm việc quá sức, kẻo ngã bệnh. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Tý nên sử dụng vật phẩm phong thủy, tam hợp quý nhân thân Tý Thìn của phong thủy Sa Cát. Đặc biệt là vòng cũng được thầy Sa Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Tý để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tuổi Thìn, xem tử vi ngày 23 tháng 12 âm lịch của 12 con giáp, tam hợp ghé thăm cho thấy nhiều người tuổi Thìn đang được tận hưởng thời gian hạnh phúc khi nhận được sự quan tâm chân thành của đối phương. Hãy trân trọng những điều tốt đẹp mà họ đang mang tới cho bạn, chớ xem đó là chuyện đương nhiên. Con đường sự nghiệp của người tuổi Thìn có dấu hiệu khởi sắc rõ rệt, một phần là nhờ sự cố gắng của chính bản thân bạn, một phần là do cát tinh tam hợp đem lại những tác động tích cực. Thiên quan nhắc nhở cho người tuổi Thìn biết rằng hôm nay nguy cơ có tiểu nhân quấy phá rất cao, do đó làm việc gì cũng phải thận trọng, nhất là những điều bạn hiểu rõ thì đừng vội qua loa, nhớ phải để ý tới chi tiết hơn nữa. Kim thổ tương sinh mang lại những chỉ dẫn phù hợp cho hoàn cảnh của bạn. Nếu cảm thấy lạc lối với những mục tiêu trước mắt, bạn nên thử khám phá những hướng đi mới cho con đường của mình. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thìn cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Tỵ, tử vi ngày 23 tháng 12 năm 2022 âm lịch của 12 con giáp cho thấy, nhị hợp giúp người tuổi Tỵ xây dựng các mối quan hệ xã giao hài hòa, bạn nhận được sự yêu mến của đồng nghiệp nên công việc nào cũng tiến triển thuận lợi. Nhiều kế hoạch dự định của bạn đều có bước tiến nhất định, điều đó giúp bạn cảm thấy tin tưởng hơn vào bản thân và dám tự đặt ra cho mình những mục tiêu cao xa hơn. Đây là thời điểm thích hợp để con giáp này nhìn nhận điểm mạnh và điểm yếu của bản thân, từ đó có hướng phát triển và thay đổi phù hợp. Với người làm ăn, hôm nay là ngày thích hợp để bản mệnh ký kết hợp đồng với khách hàng, đối tác. Nếu đã kiểm tra kỹ các điều khoản thì đôi bên nên nhanh chóng kết hợp, chắc hẳn sẽ sớm thu về một khoản tiền rủng rỉnh. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần chú ý hơn đến sức khỏe của mình, không nên quá tập trung vào sự nghiệp hoặc sở thích cá nhân mà lơ là chuyện nghỉ ngơi hoặc ăn uống khoa học, đến lúc hối hận thì đã muộn. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Mùi, người tuổi Mùi hôm nay có chính quan che chở, mang lại cho bạn những cơ hội tốt đẹp hơn, một ngày cho thấy sức mạnh của hành động thay vì dành quá nhiều thời gian suy nghĩ. Kim thổ tương sinh khuyến khích con giáp tuổi Mùi độc thân thổ lộ tình cảm với người mà bạn thầm thương trộm nhớ. Trong khi đó, người đã có đôi nên đi làm về sớm để dành nhiều thời gian hơn cho nửa kia của mình. Theo Hải Thượng Lãn Ông, hôm nay là ngày 23 tháng 12 âm lịch, là ngày can nhâm. Ngày can nhâm không trị bệnh ở thận, do đó khuyên bản mệnh hôm nay tránh tác động lên vị trí này.
Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mùi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Dậu, tam hội giúp sức, người tuổi Dậu với con mắt tinh đời dễ dàng phát hiện ra các lỗi sai trong công việc để có thể sửa chữa kịp thời. Thậm chí bạn có thể giúp tập thể tránh khỏi nhiều nguy cơ khiến ai cũng phải nể phục. Người làm nghề tự do được giới thiệu cho những cơ hội kiếm tiền nhanh chóng, nhiều triển vọng nhưng cũng tồn tại những nguy cơ. Hãy cân nhắc xem những công việc đã có phù hợp với bản thân bạn hay không trước khi đón nhận. Nhờ có tam hợp mang lại cho con giáp tuổi Dậu một cảm nhận hoàn toàn khác biệt so với trước đây. Dường như bạn nhận được sự giúp đỡ hoặc có thể gặp được đối tác phù hợp cho bạn cơ hội để học hỏi và khám phá. Hôm nay khuyến khích bản mệnh dành thời gian để làm mới tình cảm của mình. Bạn có thể tự tay nấu một món ăn mới hoặc khám phá một địa điểm hẹn hò khác sẽ giúp bạn lấy lại tình cảm như thuở ban đầu. Chính ấn mang lại sức mạnh cùng lòng quyết tâm để con giáp tuổi Dậu sẵn sàng dấn thân vào nhiệm vụ khó khăn. May mắn hơn nữa là bạn có người thân hỗ trợ với những kinh nghiệm rất quý giá của họ trong vai trò là một người đi trước. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Dậu nên sử dụng vật phẩm phong thủy. Tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu của phong thủy Gia Cát, đặc biệt là vòng cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Ngọ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tuổi Tuất, người tuổi Tuất thầm cảm ơn tam hội che chở giúp bản mệnh vượt qua thời gian khó khăn, đó có thể là bạn bè, người thân, chồng, vợ luôn kề vai sát cánh để bạn có thể tự tin với các quyết định của mình. Nhớ phải lưu ý những lời căn dặn của mọi người đấy nhé. Ảnh hưởng của thiên quan không nhỏ khiến tuổi Tuất cần chút thời gian để củng cố niềm tin. Trước khi nghĩ tới việc cần ai đó giúp, bạn cần tin vào khả năng của mình đã. Ngay khi bạn tin tưởng vào chính mình và người yêu thương, mọi việc sẽ tốt đẹp. Ngũ hành tương sinh mang tới sức khỏe dồi dào cho bản mệnh, thậm chí một số mục tiêu liên quan đến cân nặng được hoàn thành, mang lại cho bạn vóc dáng khỏe mạnh và xinh đẹp. Tuy nhiên, dù công việc có đang phát triển thuận lợi đến thế nào đi nữa, bạn cũng chớ nên làm việc quá sức. Nếu cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi thì bạn nên nghỉ ngơi ngay. Làm việc khi mệt mỏi không những gây hại cho sức khỏe mà còn khiến bạn dễ mắc các lỗi sai, phải tốn công khắc phục. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Tuất nên sử dụng vật phẩm phong thủy. Tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất của phong thủy Gia Cát, đặc biệt là vòng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Tuất để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thưa quý vị, ngày 23 tháng 12 năm 2022 âm lịch, tức thứ Bảy ngày 14 tháng 1 năm 2023 dương lịch là ngày Nhâm Thân, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần. Ngày này có nạp âm là Kiếm Phong Kim, ngày thuộc hành kim khắc hành mộc, đặc biệt là tuổi Mậu Tuất nhờ kim khắc mà được lợi. Ngày thân lục hợp tỵ, tam hợp tý và thìn thành thủy cục, xung dần, hình hợi, hại hợi, phá tý, tuyệt mão, kỵ tuổi Bính Dần và Canh Dần. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 6 con giáp may mắn nhất trong ngày hôm nay. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989349119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.